Nó đang coi gì đó? Ở đây hả? Bình Long ơi, con thích câu cá không? Con thích câu cá là thích cái gì nữa? Hả? Thích chơi game không? Rồi chơi game với câu cá thích cái nào hơn? Câu cá chơi game. Câu cá chơi game. Nhưng mà thích cái nào hơn chứ? Thích câu cá hơn, thích chơi game hơn? Không, Minh con sao? Thích chơi câu cá hay thích chơi game? Thích câu cá luôn. Con thích câu cá thôi, thích một cái thôi. Còn chơi game thích không? Sao vậy? Con bị cận hả? Bây giờ ơi, rồi biết khi nào mà nó dính cá đây con. Biết câu không đó ông? Hả? Con biết câu không? Con có biết câu không nè? Không thèm trả lời chú luôn. Con có biết câu không? Biết hả? Con cảm chắc lắm. Con đi đâu đó? Con đi đâu đây? Hả? Đi hái tử. Đi hái gì? Đi hái tử. Hái tử là mình đi hái. Là đi cắm trại. À, mình đi thám tử, tức là mình đi cắm trại. Cắm trại trong rừng, cắm trại trong rừng đó. Rồi. Cây tràm dùng để làm gì? Có ai biết không? Không. Không biết luôn. Cái này là cái lá gì? Con biết không? Không biết hả? Vậy mình hái đi rồi mình về mình hỏi bà nội. Cái gì? Lá tràm. Phải lá tràm không nha? Chú thấy là không phải đó. Thôi con phải bứt nguyên một cái lá chứ con xé cái lá đó làm sao mà bà biết được nó là lá gì? Rồi, chúng ta tiếp tục câu cá. Cái đó là cái gì? Cái súng hả? Phải không? Vui không? Hôm nay đi ra đi câu cá vui không? Ngày mai đi nữa không? Ngày mai đi học rồi. Thì con giờ đi đâu nữa? Rồi đi. Đó, bên này có người đó.
sao cái này cái gì? Lưới bắt cá. Sao con biết phải lưới bắt cá không? Tụi con biết đây là đâu không? Đây là vuông nuôi tôm. Phải không? Phải. Nuôi tôm hay nuôi cua? Nuôi tôm, nuôi cua luôn. Rồi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, coi đừng tay á. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Nhưng mà có thích không? Không thích à? Chàng... Còn thích không? Nào, anh hai sợ anh hai. Anh hai sợ hả? Sao vậy? Hả? Anh là lung lơ hả? Còn sao? Sao không sợ nè? Con trai ơi, sao con không sợ? Đúng rồi. Phải dũng cảm nghe chưa? Sao vậy chú hỏi nè, tại sao hết này con xuống dưới cái xuồng nó con sợ vậy? Tại vì nó lung lơ. Nó lung lơ hả? Nhưng mà con phải dũng cảm lên chứ. Con phải dũng cảm lên chứ. Nhớ chưa? Con trai dũng cảm để làm gì? Để chiếm quay bọt, chiếm quay mặt. Rồi gì nữa? Để lấy cái tiêu đi chọn quay bọt, đi chết. Còn gì nữa không? Đánh quay bọt, đánh quay bọt. Sao cứ đánh quay bọt vậy? Đánh quay bọt để cho nó vô, có gió mạnh mình lên xuồng thì mình sẽ không sợ. Rồi sao nữa? Rồi con trai dũng cảm có phải học giỏi không? Có phải học giỏi không? Học giỏi với thông minh. Rồi sao nữa? Học giỏi thông minh để làm gì? Để làm gì? Con vẫn chưa có câu trả lời. Hẹn con 18 năm sau. Nhảy đi. Bây giờ con lên cây rồi con trai. Con trai, sao con lên được hay vậy? Hả? Sao con lên được hay vậy? Đâu rồi? Anh nó lên đó rồi. Rồi tụi con lên được không? Anh thanh niên biệt thứ leo cây. Cây này là cây gì? Được không?